có nên sợ hãi đối với dịch bệnh hay không? Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị Ngày 24 tháng 3 năm 2020 Tại Chùa Cực Lạc Đài Nam Câu hỏi tiếp theo Do các Pháp Sư ở tịnh Tông Học viện Úc Châu đưa ra Đối mặt với tình hình dịch bệnh hiện nay Có một số đồng học không sợ có một số đồng học vô cùng sợ hãi làm thế nào để giúp đỡ những đồng học sợ hãi này các đồng tu không nên sợ có người hỏi tôi có sợ hay không tôi không sợ giúp đỡ đồng học các đồng học hãy giống tôi từ sớm đến tối Niệm A-di-đà Phật Quang hỷ vui vẻ Nếu bạn không đi theo A-di-đà Phật Thì bạn sẽ nghĩ ngợi lung tung Nghĩ ngợi lung tung là đáng sợ nhất Rất nhiều vọng niệm của chúng ta Từ sớm đến tối Từ đâu mà có Từ nghĩ tưởng lung tung mà có những vọng tưởng này nếu con người không có vọng tưởng thì tự tại biết bao có thể làm được không có vọng tưởng thì nghĩ đến a di đà phật nhiều hơn rất tốt nghĩ đến a di đà phật mỗi ngày đều nhớ phật đều niệm phật tự tại biết bao những điều bạn sợ hãi những vọng niệm này càng nghĩ thì càng sợ bên nhẹ sẽ trở thành bệnh nặng Càng nghĩ thì càng sợ mà Một vài đồng tu hỏi tôi Ngài có sợ chết hay không? Tôi nói với họ Tôi không sợ Không có khái niệm này Không có khái niệm sanh tử Mỗi ngày Tùy duyên mà sống Tuổi tác lớn rồi Giảng kinh không nổi nữa Tôi vô cùng chú trọng Người kế thừa Nên khi tôi 50 tuổi Đã hết sức xem trọng Việc đào tạo người tiếp nối Tôi có thể không giảng kinh Nhưng kinh không được gián đoạn Người có thể giảng Thích giảng tôi đều đề bạc họ Bồi dưỡng từng người một Tôi đi rồi vẫn còn nhiều người như vậy Giảng sẽ hay hơn tôi Là tôi mãn nguyện rồi Có người hỏi tôi Tôi có sợ chết hay không? Tôi không sợ Thật sự không sợ Không sợ chút nào Vì sao họ lại sợ vậy? Bởi vì họ chưa có Sự chuẩn bị Tôi thì chuẩn bị đầy đủ rồi nên tôi không sợ chết, không giống như người thông thường. Chúng tôi mỗi ngày nghĩ đến thế giới Tây phương cực lạc. Niệm niệm nhớ nghĩ A Di Đà Phật. Tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Di Đà Tịnh độ thì chính tôi sao lại không làm chứ nếu tôi không thật làm thì những người học với tôi sẽ nói tôi gạt họ vậy thì tôi có lỗi với họ rồi thế giới cực lạc là thật có a di đà phật là thật sự có Thực sự có người giảng sanh Thế giới cực lạc Mỗi ngày đều có Mỗi lúc mọi nơi đều có Có thể quan hỷ vui vẻ Đến thế giới cực lạc Phật nói với chúng ta Việc gì Cũng đều có nhân có quả Dịch bệnh có nhân quả Nhân là gì? Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh. Nói tới đó lui vẫn là tâm tưởng. Đồng học chúng ta đã học Phật rồi vĩnh viễn không sợ hãi Chúng ta đi theo lời chỉ dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật Con đường phía trước Sẽ thuận bườm xuôi gió Tiên đồ là một mảng quang minh Sau khi học Phật Niệm niệm Cầu sanh tịnh độ Chúng ta đối với Thế giới cực lạc Hết sức rõ ràng Thì giảng sanh về thế giới cực lạc Thật sự nắm chắc Hy vọng các đồng học Hãy xem nhẹ sanh tử Nắm lấy sanh tử Ở trong tay của chính mình Không phải ở trong tay của Diêm Vương Mà trong tay chính chúng ta Muốn đi thì đi Muốn ở thì ở Vậy thì tốt rồi Gặp đại chúng đồng tu Cùng nhau Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Công phu Thời khóa mỗi ngày Không bỏ Vẫn có không ít đồng học Rất sợ hãi Chúng ta hãy giúp họ Giúp họ thì Trước tiên chính mình không được sợ như vậy họ mới tin tưởng làm thế nào giúp đỡ những đồng học đang sợ hãi này đây đây là sứ mạng của chúng ta đọc kinh thuộc lòng kinh điển có thể chuyển sự khiếp sợ này thành không khiếp sợ không sợ đến mức độ nào vậy tự tại giảng sanh Nắm chắc phần giảng sanh Về thế giới cực lạc Là thật không phải là giả Ta bà rất khổ Vì sao còn lưu luyến làm gì chứ Vì bạn lưu luyến ta bà cho nên bạn mới sợ chết đối với ta bà không chút nào lưu luyến thì không sợ rồi cho nên đối mặt với đủ loại vấn đề bất an trong xã hội hiện nay chúng tôi đều khuyên mọi người không nên sợ hãi. Hoan hỷ mà. Niệm Phật cho tốt. A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn. Một người cũng không sót. Lòng tin Quyết định tất cả Điều này rất quan trọng Sức khỏe của mọi người Tốt hơn tôi Phải dụng công Phải nỗ lực Nếu nhìn thấy A-di-đà Phật Ở thế giới cực lạc hoan nghênh chúng ta Chúng ta nhìn thấy Sẽ vô cùng hoan nghĩ Nguyện vọng một đời này Xem như Đã viên mãn rồi Sống trên thế gian này Sống một ngày Thì làm một ngày Sống hai ngày thì làm hai ngày Khi giảng sanh thế giới cực lạc, Các đồng học Sẽ theo A-di-đà Phật Cùng đến tiếp dẫn Cho nên giúp đồng học trợ niệm Có công đức rất lớn Mình đến đón họ Thì họ cũng đón mình sẽ không uổng công nhất định không phải là giả hiện nay không nên xem tin tức về tình hình dịch bệnh nữa niệm a di đà phật thật sự sẽ có lợi ích Hiện nay nhu cầu cấp bách của chúng ta Không có gì khác Mà là Phật Đến tiếp dẫn chúng ta Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta Liên hữu đồng tu đều đến tiếp đón chúng ta Phải tin sâu không nghi Là các ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn giảng sanh Cảnh đến tiếp dẫn còn náo nhiệt hơn cảnh tượng này lúc các ngài đến tiếp dẫn chúng ta không nên khách sáo phải giữ vững tính nguyện tính nguyện giảng sanh Phật Pháp không có gì khác Chỉ khiến người chứng nhập thật tướng của các Pháp Nói đơn giản chính là chân thật giác ngộ Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Nam Mô A Di Đà Phật Cẩn dịch Bằng biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vòng tay cư sĩ com người đọc hành quan phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật